Xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con bác nhiều sức khỏe. Mấy anh em Phương Dừa đang ở trên cái đồi kế bên bờ hồ Đá Tôm thuộc xã Tân Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đó, bây giờ mấy diễn viên còn ở trên đồi gió hú để quay bà con bác. Xin chào các bạn. Hey, xin chào con ma được điên. Ma được điên. Ôi, trời chớp luôn. Chớp. Xin nhắn luôn. Kiểu gì quá. Rồi quay nha. Dạ, giờ còn quay rồi con quán. Rồi, rồi, từ nấp dưới lên. À, thấy thấy hả? Rồi, ok. Rồi, chuẩn bị. Máy chạy. Diễn. Ok. Ok. Rồi, vô con cảnh đi trên khuôn hình nữa. Vô. Ha, xin chào các bạn. Thì hôm nay để quay cái cảnh này thì mình đã rất là tốn công để làm cái dâu dây chuột dây tỏi này. Nhưng mà các bạn ơi, có biết rất là nặng luôn, mình đeo đó giờ 1 tiếng không ngồi mấy ký được. Mấy ký, mấy ký luôn rồi nó cứ chì cái cổ mình, cái này đầy dây gân rồi các bạn. Dạ. Nó đứt, đứt cái cổ mình. Đi lên. Thấy không? Đeo phim cho biết cực quý khổ chứ. Các bạn nhớ ủng hộ phim nha các bạn. Phim mất mạng sẽ chiếu trên kênh Điền Quân Comedy nha bà con bác. Phim mất mạng là mất. Mất wifi á. Mất internet. Ừ. Internet. Chết rồi, còn làm việc sao bà con bác. Phương vừa tranh thủ Phương vừa quay chia sẻ hậu trường luôn nè. Giờ này là thường ngày là giờ nằm ngủ rồi. Chăn im niệm ấm rồi. Trời cũng mưa nữa. Trên đây trời cũng bãi trời. Cảm giác như trên Đà Lạt vậy bà con bác. Đây quay mấy anh em ekip. Rồi. Thôi lên. Ok. Chị này lội lên lội xuống cái dốc này không muốn xỉu. Này mà chừng 50 tuổi chắc làm không được. Cuối lên này cái nào. Nghỉ hưu sớm. Rồi đứa nào cầm cái diễn viên còn được mấy người? Còn em nè. Đây là con ma mập. Còn em nè, trời. Còn em hả? Mệt quá. Sao nãy em dẫn xuống dưới chăm sóc anh vậy? Mệt quá trời. Đúng quá. Hên rồi. Mệt. Đúng quá. Còn diễn viên giờ còn ai ta? Tụi nó luôn. Hả? Mệt quá, còn một cảnh nữa. Giờ tới cảnh gì nữa chung? 26 anh. Cảnh mà ba này tại tù mưa nó đứng trước cửa nhà nó chờ cú ra nó đập cú. À, ban đêm luôn hả? Ban đêm. Cú ra đây. Nhưng mà là đập đại ca nha. Ủa vậy hả? Hả? Anh Thương ơi, thoại kìa. Dạ, dạ, ok. Lần cuối trong nhà đó. Hai đứa đụng đẩy nhau á. Hai đứa đụng đẩy nhau á. Rồi cái ghế của anh tắt rồi hả? À, tại đi sao đi. Rồi. Mày đi trước đi. Nè. Đâu đẩy lên. Mày đi trước đi. Đi trước đi. Đó, hai đẩy qua đẩy lên. Đẩy lên đây. Mày đi trước đi. Đi trước đi. Tao có tội tao đi sao tao bảo vệ mày đi trước đi. Đi trước đi. Không, phải đi một đoạn
Không, cái đoạn là mình sẽ đi từ dưới thôi nó đoạn, Phương. Hả, 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 đẩy nha. Đi đi nha. Dạ, mày đi trước đi. Rồi đi đi. Thấy sợ sợ. Rồi ghi này lại. Mày đi trước đi. Đi trước đi. Ừ. Mày đi trước đi. Tao bỏ tỏi cái mỗi thế này. Tao bỏ đại ca đi. Đó là chỉ dạy dạy ra đi áo phung dạ, đúng không? Áo phung thôi. Rồi đến hai bác cùng chụp phụ đại ca nữa. Rồi hai bạn xuống, ba bạn xuống, ba bạn xuống. Vậy chứ ba hiệp ba là người này. Rồi mấy đứa lùi xuống em, mấy đứa lùi xuống đi. Đằng này mới quay vậy, không quay đúng không? Mấy ngày đầu tiên không là con mắt. Xuống cái điểm sáng kia chạy luôn. Là vừa đi vừa đẩy từ dưới luôn nha. Rồi đứa nào cầm cái cookie chỗ này dây cái điểm mạnh đèn lên em ơi. Con tụi em nào đứng cầm này dây nào. Ô, ừ, cầm gì cả Úc, cầm đây Úc. Cầm đây. Dạ. Nếu mà trên em lấy miếng hài cho dễ thương á. Đợi ví dụ vậy nè. Ví dụ hai miếng vừa. Đang đi. Nè đi nè. Đi trước đi, đang đi nè, đi nè, đang đi đi, đang đi à. Anh sợ nè. Kêu kêu kêu. Tôn. Tôn. Gì? Đi trước đi. À, sao bắt tao đi trước vậy? Nè, nhìn xíu vậy. Thôi. Đi trước đi. Rồi đi trước, đại ca lên tới thằng này. Con dạ, tưởng gắn. Rồi đi. Rồi. Tôn. Tôn. Tao kêu mày đi trước đi. Đi trước đi. Mày đi trước đi. Tao có tỏi nè. Mày có tỏi thì mày đi trước đi. Đi. Mày đi trước đi. Đi đi đi. Rồi đi qua khung hình ok à? Ok rồi. Hello máy đúng không? Máy chỉ có hello không? Không, đứng yên. Ép đi. Ép không? Không cắt xíu đi này. Trời mưa ngoài đường còn nó cảnh ngoài đường nữa. Đây còn hai cái nữa chứ đâu, đây đã xong. Rồi diễn cho em qua cái này, qua nhanh, qua sụt nhanh cái hành trình thôi, một cái đoạn di chuyển thôi à. Vừa đi vừa ngó cái nhà nha. Vừa đi vừa ngó cái nhà nha tụi em. Đi ép qua bên này cho anh đi. Đi ngó cái nhà nha. Ép là bên đó giùm anh. Rồi thằng đại ca cái chui ở dưới. Rồi xong chưa? Rồi ok. Thấy anh không? Rồi không thấy. Rồi chơi. Rồi. Quay quay nhanh nhanh. Máy. Ok, 3, 2, 1, diễn. Rồi giúp máy vào trong hiên này. Rồi thu đèn, thu đèn. Thu đèn chịu ơi. Rồi đi rồi, tới cái nào đúng. Bỏ điện, thằng nào kéo bỏ điện này vào cho nó nè. Rồi diễn viên lại đi, thay đồ luôn đi. Thay đồ anh. Đi làm nhanh luôn. 9 giờ tối rồi. Tài thủ mưa thay đồ luôn nha. Nhớ, 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 nhớ. Nhớ sợ cái toàn cảnh ở nhà, cái hướng nhìn cái kia. Có. Tỏi ơi. Trên nơi đúng không chị? Rồi thay đồ đi ba. Nót lại nhớ, tôi nót lại cho rút. Rồi thay đồ đi. Thằng ơi. Thắng lắm đi, tỏi đúng xịn. Tỏi là mồm nè. Ghê luôn á. Loại mồm. Đây là hàng không lỏng ta kia. Này nó nửa ký á. Thơm quá. Đây là hàng ông. Sai lọc áo mày rồi. Dễ đè. Bon phải không? Em mới đè. Lấy cái đèn, lấy cái Chung ơi, đọc số 302 kìa Chung ơi. Hai kia ra đường qua được không? 94 cũng ngon. Bây giờ nếu như hai cái kia có thể ra đường quay được á, thì trong lúc trời nó chưa mưa lớn này cho các bạn rút ra ngoài trước đi, rồi ánh sáng nó quay phim ở đây xem nào. Cảnh dừng ánh sáng quay phim đi ra. Mưa, nhưng mà quay đâu thì nhiều kia rút ra, cái vấn đề quan trọng là rút ra đi, không tí xa lầy không ra được này. Còn ở đây thì quay phim ánh sáng, đây sẽ làm cảnh dựng không đi ra ngoài. Hai kia không quay ngoài được.
Cái gì? Thì xuống đường bê tông có đường, có đèn. Cái ngoằn ngoèo tối tối là chụp trời đánh được rồi. Xuống cái đường bê tông á. Quay quay cảnh cái đó cảnh đêm hả? Cảnh đêm. Tao canh ngồi giờ nào giờ này ông cũng sẽ đi về hoặc đi bộ. Rồi rồi rồi. Vậy rút đi. Đánh thôi. Thì mọi người tranh thủ rút đi, không tí nó mưa lớn ra. Xuống mấy đứa ai? Quay phim ở lại đây được rồi. Quay phim lại nha. Còn mấy tháng nữa. Đi dính cái nhìn này thôi là dính cái nhà thôi, không có lấy nhìn này xuống ao xuống đi. Còn như là nhà xe ôm ngoài dưới đó luôn rồi. Ok. Rồi đây. Đi xuống mấy bạn ơi. Mấy bạn nào đi lên rồi xong rồi đầy đủ rồi mình đi xuống dưới nè. Ưu tiên dù cho thiết bị. Đây. Dù cho thiết bị trước đi rồi tí nữa lên. Ưu tiên dù cho luộc để mấy bạn. Không người ai chưa tắm thì đừng có chơi dù về không thay đồ hết. Vô. Bạn ơi. Có bình nước anh có ai sát không ta? Ở trong quá anh. Trời ơi mưa đó mà con mắt thấy không? Máy quay no mình mua luôn nhé. Bình này có luôn không? Lấy anh cái ba lô luôn đi thôi. Đúng rồi. Rồi vậy ta thay phiên xuống đi tụi em. Rồi lên. Con vừa đi anh. Rồi mình xuống luôn. Có tấm luôn đẹp à. Xuống luôn anh chết. Rồi. Sao bệnh dân nắng rồi ban đêm dầm xuyên dầm mưa. Chủ yếu là bệnh không? Yếu như ba mỏng manh như ba là dễ bệnh lắm. Em mỏng manh dễ vỡ, em muốn bệnh lên bệnh hả? Yếu bệnh rồi. Giờ em chỉ còn em đang chờ chị chở cho em rồi. Không cái dù là em quá rồi. Bây giờ để lại cho anh một cái một máy và cái 2470. Còn mình đang thủ lúc mưa chưa lớn mình rút ra ngoài đi nha. Xuống đây. Xuống này, rồi bên chị Diễm sản xuất hỗ trợ cho làm sao cho xe hồi thiết bị ra ngoài. Để lại cho anh sáng một cây dù. Đâu, đâu. Kêu dịp. Vậy là... dép to ông rồi đó. Đứa rớt. Đừng có sai đứa con rồi. Đó đó. Rồi mọi người đưa nhau ra xong rồi thì là phải cầm dù trước vào đây nha để con có ảnh đâu. Đi. Phải mang một người ra nha. Này chơi con tôi. Bạn nào đi xuống luôn con đi xe ra nè. Còn quay một cảnh dựng nữa rồi con đó. Phá cửa lại luôn nha mấy bạn ơi. Thiết kế khóa cửa lại luôn anh nha. Khóa cửa tắt đèn luôn. Thằng gái nhưng mà dậm chừng nó bạn. Trên nha mấy bạn. Đó, vậy là hỏi trên mấy bạn nhân viên lên xuống. Đó mạng quá đi á. Bà Lạc đây. Em tư chuyên đi ké được không? Được. Thanh Nhí. Dạ. Đóng lên hai cảnh rồi về ngủ về tới giờ mới về luôn. Ngủ tới giờ luôn, sướng ghê không? Ngày 50 tiệc. Ui giờ xin rồi. Giờ mà ba nó lăn tụi. Ôi vui gì quá vậy. Ba nó lăn tụi cái là cái đường là cũng lên. Em phụ không anh? Được. Ủa phụ không? Em không được. Trời ơi. Trời ơi. Bạn quá thấy không? Ủa? Cảnh ngủ đẹp rồi hả? Cảnh làm phim của anh em cũng vừa. Tâm báo không thấy đang quay hả? Không thấy. Nó đang cũng vừa hả? Chủ nhiệm á. Chán tranh thủ quay mà nhưng mà lúc nào phim vậy ngày đầu tiên là nó nói chạy hơi chậm nó chưa bắt nhiệt nghiệp chưa vô tâm lý chưa rồi ekip cũng chưa vô nữa mặc đồ sáng rồi chạy rất là sớm
anh có cần đi trước không? Nó được rồi, không sao đâu. Sáng mai 6 giờ mình về thôi. Xe vô để bệnh. Rồi mấy xe này phải đi ra ngoài di chuyển ngoài trước. Rồi hên. Ủa đi xe máy lên hả? Dạ. Rồi, xe máy. Đi tải xuống đây luôn hả? Này là bà, em của chủ khách sạn. Đúng hả? Chịu rồi. Hay đến đi ăn chung 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 luôn hả? Ăn với dễ các bạn quá. Dễ cái này. Hay ạ. Về trước luôn anh ơi. Ừ, về luôn hả? Ủa cái cạnh đó không có em hả? Không. Sợ cái gì? Để nha. Ok, thôi về những thứ này. Dạ. Có bạn nào mượn quên rồi lấy chìa khóa của anh Kiên xuống mới được. Chạy anh Kiên chạy ra rồi. Bỏ xe nữa bạn. Con Kiên xuống chưa mượn dạ rồi thôi cảm ơn quý bà con cô bác nha. Bây giờ mua mà anh em xin vừa sắp xếp ra để cũng còn hai cảnh nữa không biết có quay được hay không nữa. Dạ, con vừa tiếp tục chia sẻ cái hậu trường để gửi tới bà con bác. Cảm ơn ạ.